Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Hạt Giống 37 nhé. Đây là giống hoa cúc là nhám mà bên mình trồng thử nghiệm thực tế. Cái này thì nó cũng nở là khá lâu rồi. Thì hôm nay mình mới có thời gian quay video review lại cho tất cả các bạn xem. Hoa cúc là nhám này là bên mình trồng trước Tết. Tại vì là vào các dịp Tết thì bên mình lo ăn Tết nhiều quá nên là cũng không chăm sóc được hoa và công việc bồn bề quá. Thì các bạn thấy là hoa cúc là nhám này nó mọc chen lấn với cái cỏ luôn các bạn nhé. Bên mình không có chăm sóc, không có làm cỏ gì hết mà nó vẫn phát triển như thế này. Thì loại này nói chung là nó cũng phát triển là tốt, sức đề kháng của nó cao. Các bạn thấy ở bên này là màu vàng này, màu vàng, rồi bên này là màu hỗn hợp, nhiều màu khác nhau. Hiện tại là bên mình đang còn trồng thử nghiệm thôi. Nói chung là bên mình không có kinh doanh, trồng xem nó có nảy mầm tốt hay không, rồi là sức đề kháng của nó thế nào, nó có phù hợp với nhiều loại đất khác nhau hay không. Thì để từ đó là mình mới biết được và kết luận loại hoa này mình có nên phân phối không. Thì theo mình thấy là nó cũng sức đề kháng cũng khá tốt, và nó nói chung là nó cũng có lá nó bị sâu, nhưng mà bên mình sẽ tìm cách ra phòng trừ cho nó. Hiện tại là bên mình có nhiều loại khác nhau nhé, ví dụ như màu vàng rồi màu hỗn hợp, rồi có loại thì cánh to hơn. Các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết thì có thể là liên hệ theo số điện thoại tại phần mô tả video, hoặc là các bạn có thể là bình luận dưới video này, hoặc truy cập vào trang web là hatgiong37.com.vn để được xem thêm thông tin chi tiết và được nhân viên bên mình tư vấn nha tất cả các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số video sau.